Huy Hoàng xin kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin sức khỏe trên kênh CCC News. Và chương trình ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Trong 7 ngày qua, 8 trường hợp không qua khỏi sau khi tiêm vaccine. Cần Thơ, báo động tình trạng F0 không bệnh nền, đã tiêm 2 mũi vẫn trở nặng, không qua khỏi, có chiều hướng gia tăng. Hà Nội phát hiện ca dương tính COVID-19 tại điểm tiêm chủng. Tin mừng, khả năng các đột biến của biến chủng Omicron sẽ tự triệt tiêu lẫn nhau, giúp giảm độc và sự lây lan so với dự báo trước đó. Thưa quý vị khán giả, những ngày gần đây, toàn bộ giường bệnh điều trị ở tầng 2 và tầng 3 đều chật kín không còn chỗ trống. Điều đáng lo ngại là tình trạng F0 trở nặng không chỉ ghi nhận ở nhóm người lớn tuổi mà có dấu hiệu tăng với nhóm F0 là người trẻ, thậm chí là người đã tiêm 2 mũi vaccine. Vâng thưa quý vị, đây là chia sẻ của ông Nguyễn Mạnh Hồng, Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ, một trong những bệnh viện đang chịu trách nhiệm thu dung điều trị COVID-19 tại Cần Thơ. Và đáng chú ý, tình trạng quá tải bệnh viện, F0 trở nặng gia tăng về số lượng và cả đối tượng không chỉ được ghi nhận duy trì ở bệnh viện này. Đó là thực trạng chung tại nhiều bệnh viện khác trên địa bàn Cần Thơ nói riêng và nhìn rộng ra là cả miền Tây nói chung. Cụ thể tình trạng này ra sao? Mời quý vị theo dõi trong phần 2 của chương trình. Trước tiên thì mời quý vị điểm qua thật nhanh những thông tin rất đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Hà Nội phát hiện ca dương tính COVID-19 tại điểm tiêm chủng. Đại diện Sở Y tế thành phố Hà Nội cho biết, kết quả khám sàng lọc trước khi tiêm vaccine COVID-19 cho thấy một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trường hợp này sinh sống trên địa bàn quận Đống Đa, nơi đang ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19. Ngay sau khi phát hiện, trường hợp này đã được đưa đi cách ly. Sau khi áp dụng các biện pháp phòng dịch theo đúng quy định, dây chuyền tiêm này tiếp tục được hoạt động như bình thường. Vị lãnh đạo này khẳng định tất cả các dây chuyền tiêm trên địa bàn Hà Nội đều hoạt động bình thường, không có chuyện dừng tiêm vaccine COVID-19. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Trong 7 ngày qua, 8 trường hợp không qua khỏi sau khi tiêm vaccine. Chúng tôi xin được sắp xếp các vụ việc đáng tiếc này theo trình tự thời gian để quý vị dễ theo dõi. Đầu tiên là tại Thanh Hóa. Ngày 24 tháng 11 đến nay, có 4 công nhân không qua khỏi sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 2, vaccine Verocell của Trung Quốc. Nguyên nhân là do sốc phản vệ sau khi tiêm vaccine. Hàng chục trường hợp khác đã bình phục, chỉ còn vài ca ở lại viện để theo dõi. Bắc Giang, chiều ngày 28 tháng 11, bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang xác nhận một trường hợp sốc phản vệ nặng sau khi tiêm vaccine COVID-19 đã không qua khỏi sau thời gian cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Nguyên nhân là do sốc phản vệ độ 4, trường hợp này tiêm vaccine Pfizer. Hà Nội, ngày 28 tháng 11, một trường hợp tại huyện Thường Tín đã không qua khỏi sau khi tiêm vaccine COVID-19 một ngày. Nguyên nhân không liên quan đến quy trình tiêm chủng, đây là tai biến không mong muốn trong khi tiêm, vaccine được sử dụng là Pfizer. Bình Phước, ngày 30 tháng 11, Sở Y tế Bình Phước xác nhận thông tin có một trường hợp ở xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú không qua khỏi sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19. Về nguyên nhân, trong ngày 1 tháng 12 sẽ lập hội đồng để làm rõ, vaccine được sử dụng là Pfizer. Đắk Lắk, ngày 30 tháng 11, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Đắk Lắk thông tin, địa phương vừa có một trường hợp không qua khỏi, chưa rõ nguyên nhân sau khi tiêm phòng vaccine COVID-19 Verocell của Trung Quốc. Trường hợp này là công nhân phụ hồ, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, 41 tuổi, chú Buôn Gram, xã Đắk Liêng, huyện Lắk. Nguyên nhân trong ngày 1 tháng 12 sẽ lập hội đồng để làm rõ. Vụ việc này cũng đã được chúng tôi cung cấp thông tin trong bản tin 6 giờ sáng nay. Như vậy, trong một tuần qua, đã ghi nhận 8 trường hợp không qua khỏi sau khi tiêm, trong tổng số hàng chục nghìn người được tiêm chủng. Ngoài lô vaccine Verocell được sử dụng ở Thanh Hóa, có nghi vấn về độ an toàn đang được làm rõ, thì các lô vaccine khác đều hoàn toàn bình thường. Các trường hợp không qua khỏi do cơ thể gặp phản ứng hiếm gặp. Trong hàng nghìn trường hợp mới xuất hiện 1-2 trường hợp. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Cần Thơ, báo động tình trạng F0 không bệnh nền, đã tiêm 2 mũi, vẫn trở nặng và không qua khỏi có chiều hướng gia tăng. Những ngày gần đây, toàn bộ giường bệnh điều trị ở tầng 2 và tầng 3 đều chật kín không còn chỗ trống. Điều đáng lo ngại là tình trạng F0 trở nặng không chỉ ghi nhận ở những nhóm người lớn tuổi mà có dấu hiệu tăng với F0 là người trẻ, không bệnh nền, thậm chí là người đã tiêm 2 mũi vaccine. Vâng thưa quý vị, đây là chia sẻ của ông Nguyễn Mạnh Hồng, Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố Cần Thơ, một trong những bệnh viện đang chịu trách nhiệm thu dung điều trị COVID-19 tại Cần Thơ. Ông Hồng cho biết, tại bệnh viện hiện nay đang có 151 bệnh nhân, trong đó có 31 bệnh nhân nặng. Điều đáng lo là các trường hợp bệnh nặng, ngoài người già trên 65 tuổi, có bệnh lý nền, thì gần đây bắt đầu có dấu hiệu trẻ hóa.
xuất hiện ngay cả với những người đã tiêm 2 mũi vaccine. Nhiều bệnh viện và cơ sở y tế không còn chỗ để nhận bệnh nhân, phải kê thêm giường để cho bệnh nhân nằm. Tầng 2 điều trị bệnh nhân COVID-19 với công suất 2.750 giường bệnh hiện đã không còn chỗ để tiếp nhận bệnh nhân. Tầng 3 điều trị bệnh nhân COVID-19 mức độ nặng có 350 giường thì chỉ còn trống hơn 60 giường mà thôi. Trong khi đó, ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, hiện có 433 bệnh nhân điều trị, trong đó có đến 66 bệnh nhân nặng nằm ở tầng 3. Nhiều bệnh nhân nặng mới nhập viện, trong đó đã tiêm 1 mũi và 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Bác sĩ Trần Quốc Luận, Giám đốc bệnh viện cho hay, do lượng bệnh nhân mỗi ngày nhập vào nhiều hơn lượng bệnh nhân ra viện nên dẫn đến quá tải bệnh viện. Nhân viên y tế chịu áp lực rất lớn, kể cả công tác chăm sóc điều trị bệnh nhân và chăm lo bữa ăn cho người bệnh ở khu vực khoa dinh dưỡng. Theo báo cáo của Sở Y tế, từ những ngày số ca mắc còn ở mức 200 đến 300 ca mỗi ngày thì số bệnh nhân nặng cũng vài chục ca. Hiện nay, trong những ngày mà số ca mắc khoảng 700 đến 900 ca thì số ca nặng cũng tăng trên 100 ca. Đến thời điểm số ca trên 1.000 thì số ca bệnh nặng tầng 3 cũng là trên 250 ca. Tính từ ngày 10 đến ngày 19 tháng 11, số ca COVID-19 không qua khỏi ở Cần Thơ là 17 người. Tuy nhiên, từ ngày 20 đến ngày 28 tháng 11, số ca không qua khỏi đã tăng lên 42, trong đó có cả người trẻ tuổi không có bệnh nền. Trong thời gian từ đầu tháng 11 đến nay, số ca COVID-19 mới ghi nhận tại Cần Thơ bắt đầu tăng cao. Cao điểm là từ 2 tuần gần đây với số ca mắc lên đến 800-900 ca và đỉnh điểm có ngày tăng lên đến 1.286 ca. Xin được chuyển sang thông tin cuối cùng. Tin mừng, khả năng các đột biến của biến chủng Omicron tự triệt tiêu lẫn nhau, giúp giảm độc và sự lây lan so với dự báo trước đó. Omicron có những đột biến đáng sợ, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc các đột biến sẽ phối hợp tốt với nhau. Biến thể Omicron đã khiến nhiều nhà khoa học lo ngại do số lượng đột biến nhiều đến bất thường là 50 đột biến, trong đó có ít nhất 26 đột biến mới. Tuy nhiên, nhiều hơn không nhất thiết đồng nghĩa với tồi tệ hơn. Các đột biến kết hợp có thể khiến một loại virus trở nên đáng sợ hơn, nhưng chúng cũng có thể triệt tiêu lẫn nhau, giúp giảm sự nguy hại của virus về độc lực và khả năng lây lan. Jesse Bloom, nhà sinh học tiến hóa tại Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Fred Hutchinson, Mỹ, giải thích, về nguyên tắc thì các đột biến cũng có thể chống lại nhau. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra với biến chủng Omicron, và điều đó sẽ có lợi hơn đối với loài người. Nhóm nghiên cứu tại Viện Quốc gia về các bệnh truyền nhiễm ở Nam Phi đang tiến hành nghiên cứu để khẳng định khả năng này với biến chủng Omicron nhằm xác định độc lực, độ lây lan và đánh giá xem liệu các loại vaccine hiện tại có chống được Omicron hay là không. Các nhà khoa học đang tạo ra những phiên bản nhân tạo của virus chứa tất cả các đột biến của Omicron thay vì đưa ra phán đoán thiếu căn cứ. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của tin tức sức khỏe. Quý vị đừng quên ấn nút đỏ đăng ký để theo dõi những tin tức nóng nhất về sức khỏe mỗi ngày. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!